Hello, thầy xin chào tất cả các em. Thầy là thầy Phạm Thanh Tuấn, giáo viên trường tiểu học A Chợ Vàm. Hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn con tiết toán là bài luyện tập trung ở tiết 14. Con lật sách cho thầy trang 16. Rồi trước khi đi vào mới thì sẽ kiểm tra lại kiến thức của con ha, để chúng ta nắm như thế nào ha. tính 5 phần 9 cộng cho 6 phần 7 5 phần 6 cộng cho 3 phần 8 Nghe học lại Tính 5 phần 9 cộng cho 6 phần 7 5 phần 6 cộng cho 3 phần 8 Đây là cộng 2 phần số khác mẫu số Ta lưu ý ha Cộng 2 phần số khác mẫu số Muốn cộng được thì buộc chúng ta phải quy đồng Rồi sau đó ta mới thực hiện rồi các con nắm được chưa? Rồi ta nắm được rồi thì chúng ta thực hiện bài này cho thầy trong vòng 2 phút thời gian thực hiện bắt đầu. Rồi, thời gian là bài đã hết nha. Ta xem cái kết quả của thầy nó đối chiếu là bài của mình coi như thế nào ha. Và muốn thực hiện được bài này thì đầu tiên ta tìm mẫu số chung của hai số. Thì ta lấy 6 nhân cho 7. 6 nhân 7 thì bằng 63. Lộn, 9 nhân 7 thì bằng 63. À, 63 là mẫu số chung của hai số. Giờ muốn tìm tử số thứ nhất, người ta lấy 7 5 nhân cho 7. 7 nhân 5 nhân 7 thì bằng 35 muốn tìm tử số thứ hai ta lấy 6 nhân vô 9 6 nhân 9 thì bằng 54 sau đó rồi sau đó chúng ta lấy hai tử số cộng lại với nhau mẫu số giữ nguyên tức là 35 cộng cho 54 thì bằng 89 kết quả cuối cùng của bài này là 89 phần 63 rồi chúng ta sang cái bài thứ hai đầu tiên ta tìm mẫu số chung của hai số thì ta lấy 6 nhân cho 8, 6 nhân 8 thì bằng 48, 48 là mẫu số chung của hai số. Ta tìm tử số thứ nhất, ta lấy 5 nhân cho 8 thì bằng 40. Ta tìm tử số thứ hai, lấy 3 nhân cho 6 thì bằng 18. Rồi sau đó ta cộng hai tử số lại với nhau và mẫu số duy nguyên. Ta lấy 40 cộng cho 18, 40 cộng 18 thì bằng 58. Kết quả của bài này ra là 58 phần 48. Sau đó tôi rút gọn lại thì bằng là 29 phần 24. Rồi xem lại cái bài của mình ha. Em nào mà thực hiện chưa đúng thì chúng ta sửa lại bài. Còn bạn nào làm đúng thì thầy có lời thiên dương ha. Thầy có lời khen tất cả các em. Rồi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn bài mới. Đó là bài luyện tập trung ở trang 16. Rồi ta đi vào cái bài tập 1. Rồi nghe ta đọc bài tập 1. Bài 1 tính 7 phần 9 nhân cho 4 phần 5. 2 và 1 phần 4 nhân cho 3 và 2 phần 5. 1 phần 5 chia 7 phần 8. 1 và 1 phần 5 chia 1 và 1 phần 3. Nghe đọc lại ha. Tính 7 phần 9 nhân 4 phần 5. 2 và 1 phần 4 nhân 3 và 2 phần 5 1 phần 5 chia 7 phần 8 1 và 1 phần 5 chia 1 và 1 phần 3 chúng ta lưu ý chỗ này ha rồi nghe thỏi ha muốn nhân 2 phân số thì ta làm sao nghe thỏi lại muốn nhân 2 phân số thì ta làm sao ta suy nghĩ thầy trong vòng 30 giây để trả lời câu hỏi này cho thầy rồi thời gian suy nghĩ đó hết ha muốn nhân hai phân số thì lấy tử nhân tử mẫu nhân cho mẫu nghe nói lại ha muốn nhân hai phân số thì ra cái việc lấy tử nhân tử mẫu nhân cho mẫu rồi, chúng ta nắm được ha vậy muốn chia hai phân số thì ta làm sao ta cũng suy nghĩ với thầy trong vòng 30 giây để chúng ta trả lời câu hỏi này cho thầy ha Rồi thời gian suy nghĩ đã hết ha. Rồi nghe thì định nghĩa chúng ta nhớ lại ha. Muốn chia hai phân số thì phân số thứ nhất ta giữ nguyên nhân lại trong số thứ hai đảo ngược. Nghe nhiều lại ha. Muốn chia hai phân số thì phân số thứ nhất ta giữ nguyên nhân lại trong số thứ hai đảo ngược. Rồi đối với cái bài dưới là. À, nhân hai hỗn số muốn nhân hai hỗn số thì chuyển hai hỗn số này về phân số sau đó ta cứ việc lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu bài kia là chia hai hỗn số muốn chia hai hỗn số tương tự thế ta chuyển ta chuyển hai hỗn số này về phân số rồi đó, người ta cứ việc lấy tử, tử, mẫu, mẫu. Số. Số, chuyển, ha, số phân số thứ nhất như nguyên nhân lại trong một số thứ hai đó ngược con nắm được cách làm chưa rồi, con nắm được cách làm rồi chúng ta thực hiện bài này cho thầy trong vòng 2 phút thời gian thực hiện bắt đầu Rồi thời gian là bài đã hết nha Ta xem kết quả bài của thầy. 7 9 nhân cho 4 5. Thì lấy 7 nhân cho 4 bằng 28. 9 nhân 5 thì bằng 45. 2 và 1 4. Nhân cho 3 và 2 5. Rồi ta chuyển hỗn số đầu tiên về cái phân số. Ta lấy 2 nhân cho 4 được 8. 8 cộng 1 là 9. Một số nguyên là được phân số 9 phần 4 Ta chuyển cái hỗn số thứ hai về cái phân số Ta lấy 3 nhân cho 5 là được 15 15 cộng cho 2 là được 17 Rồi cái số thứ hai là được 17 phần 5 Rồi sau đó thứ việc ta lấy tử nhân cho tử, mẫu nhân cho mẫu Lấy 9 nhân cho 17 Và ta lấy 4 nhân cho 5 9 nhân cho 17 thì bằng là 135 Rồi 4 nhân 5 bằng 20 Kết quả của bài này là 153 phần 20 B1 phần 5 chia cho 7 phần 8 Phần số thứ nhất thì giữ nguyên nhân lại cho phần số thứ hai đảo ngược Tức là lấy là 1 nhân cho 8 bằng 8 5 nhân cho 7 thì bằng 35 Rồi đầu tiên 1 Và 1 phần 5 chia cho 1 và 1 phần 3 ta chuyển cái hỗn số đầu tiên về phần số tôi lấy 1 Nhân cho 5 là 5 5 cộng 1 là 6 Rồi mẫu số tôi giữ nguyên vậy là được cái phân số là 6 phần 5 ta chuyển cái hỗn số hai là 1 nhân cái 3 là được 3 3 cộng 1 là 4 vậy được phân số là 4 phần 3 rồi ta cái việc chia hai phân số thì phân số thứ nhất giữ nguyên nhân lại số thứ hai đảo ngược lúc này ta lấy 5 6 phần 5 nhân cho 3 phần 4 lúc này ta lấy 6 nhân cho 3 6 nhân 3 được 18 5 nhân 4 thì được 20 à sau đó ta rút gọn cái bài này lại thì còn là 9 phần 10 vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong cái bài tập 1 chúng ta xem qua bài tập 1 em nào làm sai thì chúng ta sửa lại em nào làm đúng thì thầy có lời khen ha có lời tiên dương chúng ta À, trước khi sang cái bài tập 2 thì chúng ta nhớ lại cho thầy muốn nhân hai phân số thì ta làm sao ta lưu ý muốn nhân hai con số ta biệt lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu muốn chia hai con số ta làm sao muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất kiểu nguyên nhân lại trong số thứ hai đảo ngược ha, đó là kiến thức ở bài tập một này chúng ta lưu ý ta sang cái bài tập 2. hồi chúng ta nghe thầy đọc bài tập 2 tìm x x cộng 1 phần 4 bằng 5 phần 8 x trừ 3 phần 5 bằng 1 phần 10 x nhân 2 phần 7 bằng 6 phần 11 x chia 3 phần 2 bằng 1 phần 4 nghe đọc lại lần nữa tìm x x cộng 1 phần 4 bằng 5 phần 8 x trừ 3 phần 5 bằng 1 phần 10 x nhân 2 phần 7 bằng 6 phần 1 x chia 3 phần 2 bằng 1 phần 4 giờ chúng ta xem bài đầu tiên Bài đầu tiên là tìm số hạng chưa biết Vậy muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào Chúng ta suy nghĩ 30 giây để chúng ta trả lời câu hỏi đó thầy Rồi thời gian suy nghĩ đó hết ha Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết ta lưu ý bài A ha. Muốn tìm số hạng cho biết thì lấy tổng trừ cho số hạng là biết. Bài B. Đó là tìm số bị trừ. Vậy muốn tìm số bị trừ ta làm sao? Chúng ta suy nghĩ trong vòng 3 giây để trả lời câu hỏi đó luôn cho thầy. Rồi, thời gian suy nghĩ đã hết ha Nghe định nghĩa là chúng ta nắm ha Muốn tìm số uh, bị trừ Ta lấy hiệu cộng với số trừ Nghe nhắc lại ha Muốn tìm số bị trừ Ta lấy hiệu cộng với số trừ Đó là cái bài B Sang bài C Vậy muốn tìm thừa số cho biết ta làm sao Chúng ta suy nghĩ cho thầy trong vòng 30 giây để trả lời câu hỏi đó luôn thầy Ờ, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết Nghe định nghĩa lại ha Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết Rồi sang cái bài dê Bài dê là tìm số bị chia Vậy muốn tìm số bị chia ta làm sao Ta suy nghĩ trong vòng 30 giây để trả lời câu hỏi luôn, luôn cho thầy Rồi thời gian suy nghĩ đã hết ha. Nghe định nghĩa là chúng ta để chúng ta nhớ ha. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Nghe định nghĩa là một lần nữa. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Rồi vậy chúng ta nắm được cách làm của bài tập 2 này chưa? Rồi chúng ta nắm được cách làm bài tập 2 rồi ha. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập 2 này trong vòng 2 phút thời gian thực hiện bắt đầu. Rồi thời gian là bài đã hết ha. Chúng ta xem kết quả bài ta xem kết quả của bài A cũng như bài B. Đầu tiên ta xem kết quả bài A. Rồi muốn tìm số hạng cho biết thì ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết, tức là x bằng 5/8 trừ cho 1/4. Kết quả cuối cùng là x bằng 3/8. Bài B. Bài B là tìm số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ, ta là x bằng 1 phần 10 cộng cho 3 phần 5, còn x bằng 7 phần 10. Chúng ta xem là bài của mình ha, ta đối chiếu là cái bài của mình, rồi sau đó em nào có sai thì chúng ta sửa lại. Rồi, chúng ta xem kết quả của bài C và bài D. Bài C là tìm thừa số chưa biết. Giờ muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết, tức là x bằng 6 phần 11 chia cho 2 phần 7. À, kết quả là x bằng 21 phần 11. Bài D. Bài D là tìm số bị chia muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia ta lấy x bằng 1 phần 4 nhân cho 3 phần 2 kết quả x bằng 3 phần 8 rồi chúng ta xem lại bài của mình ha để chúng ta em nào đúng chưa làm cho đúng thì chúng ta sửa lại Rồi qua cái kết quả của bài tập 2 thì qua bốn bài thì em nào làm đúng hết thì thầy có lời thiên dương rồi em nào làm chưa đúng chỗ nào thì chúng ta coi để chúng ta sửa lại và chúng ta làm lại cái bài đó để cho chúng ta nắm khắc sâu kiến thức hơn rồi chúng ta sang cái bài tập 3 nghe đọc yêu cầu của bài tập 3, bài 3. Viết các số đo độ dài theo mẫu: 2m 15cm, 1m 75cm, 5m 36cm, 8m 8cm. Nghe đọc lại lần nữa. Bài 3. Viết các số đo độ dài theo mẫu: 2m 15cm, 1m 75cm, 5m 36cm, 8m 8cm chúng ta lưu ý đối với bài này bài đổi này thì tất cả các đại lượng này đổi về đại lượng lớn hết tất cả các bài này đều đổi về mét hết chúng ta lưu ý chỗ này ha rồi chúng ta xem qua thầy hướng dẫn bài mẫu 2 m 15 cm đổi về mét vậy cái phần không đổi chúng ta nó là phần 2 m là phần không đổi tôi viết lại ha cái phần đổi chúng ta là 15 cm 15 cm ta đổi về mét thì cm đổi về mét thì kém 100 lần thì ta lấy 15 chia cho 100 15 chia cho 100 thì bằng là 15 phần 100 à, sau đó ta lấy 2 mét cộng cho 15 phần 100 m viết lại hỗn số thì đó là 2 và 15 phần 100 m vậy ta nắm được cách làm gì nè rồi nếu chúng ta nắm được cách làm thì chúng ta tiếp tục thực hiện cái này bài này vào vở thầy ha trong vòng 2 phút thời gian thực hiện bắt đầu Rồi ta hết thời gian làm bài ha Ta xem kết quả của bài của thầy Để chúng ta đối chiếu là bài của mình như, như thế nào ha Rồi, nghe thầy điêu lại cái kết quả bài làm 1 m 75 cm đổi về mét thì cái phần không đổi đó là phần 1 m phần không đổi ha chúng ta đổi 75 cm về mét và cm thì kém đổi về mét thì kém 100 lần tức là lấy 75 chia cho 100 75 chia 100 thì bằng 75 phần 100. Lúc này 1m cộng cho 75 phần 100m. Viết lại hỗn số đó là 1 và 75 phần 100m. Bài thứ 2. Bài thứ 3. Đó là 5m 36cm. Đổi về mét. Cái phần không đổi của chúng ta đó là 5m phần không đổi. Phần đổi của chúng ta là 36cm. 36cm đổi về mét thì kém 100 lần. Tức là 36 chia dùng 100. 36 chia dùng 100 thì bằng 36 phần 100. 5 m cộng cho 36 phần 100 m thì viết lại hỗn số đó là 5 và 36 phần 100 m. 8 m và 8 cm. cái phần không đổi chúng ta đó là phần 8 m. Rồi cái phần đổi chúng ta là 8 cm mà cm đổi về mét thì kém 100 lần. Ha, kém 100 lần thì lúc này là 8 chia cho 100. 8 chia cho 100 thì bằng 8 phần 100. Lúc này là 8 m cộng cho 8 phần 100 m tôi viết lại hỗn số. Đó là 8 và 8 phần 100m rồi, vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong cái bài 3 giờ chúng ta xem lại coi ha em nào còn làm sai đó thì chúng ta sửa lại bài ha rồi bạn nào làm đúng thì thầy có lời thiên dương rồi đối với bài 4 thì chúng ta không thực hiện ha bài đó là bài bỏ chúng ta không thực hiện qua bài tập 4 rồi đối với tiết học này đã hết rồi, một lần nữa thầy xin chúc cả con là luôn vui vẻ và phòng tránh tốt trong mùa dịch thầy sẽ hẹn các con gặp lại ở tiết học sau xin chào tạm biệt các con